Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui mừng khi được quay trở lại, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý vị khán giả một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng từ Thụy Sĩ. Thương hiệu này là một thương hiệu cùng với Vacheron Constantin, Patek Philippe, Audemars Piguet tạo nên tứ trụ trong làng đồng hồ Thụy Sĩ. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị rằng đây là một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu mà tôi phải đánh giá là chỉnh chu đến từng chi tiết. Và từng chi tiết đó là chi tiết nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở trong video này quý vị khán giả nhé. Ok, trước khi đi sâu vào chiếc đồng hồ thì hãy nhìn một chút về hộp của chiếc đồng hồ này đi quý vị ạ. Đây, của chiếc đồng hồ này. Đây, rất là nặng, nhìn trông nó nhỏ này thôi nhưng nó rất nặng, vì cái hộp này không thôi nó đã là một cái hộp gỗ khối nguyên khối ở trong, chứ không phải là thường là như những một số thương hiệu khác, kể cả là những thương hiệu top đầu hiện tại cũng làm chỉ là một mặt gỗ ở trong mỏ khoét, nên là cái trọng lượng nó rất là nhẹ. Cái hộp này nó được làm từ gỗ nu, một cái có thể gọi là một cái chất liệu gỗ, một cái loại gỗ mà rất là bền với thời gian, thậm chí lửa đốt cũng không cháy đó. Đây là cái loại vân, cái đường vân này, vân gỗ nu này. Và khi tôi mở cái hộp này ra này thì trong nó toát ra một cái mùi hương thơm tự nhiên từ gỗ, cực kỳ thơm. Với những chiếc đồng hồ lịch vạn niên thì chúng ta sẽ thấy là thường là sẽ có rất là nhiều chức năng lịch, thì thường là chúng ta sẽ phải sử dụng cái cây chọc, đúng không ạ? Cái cây chọc của Patek hay Vacheron, tôi đảm bảo là không làm được chỉnh chu và có thể nói là đắt giá như cái cây chọc của thương hiệu Piguet. Bởi vì đây, quý vị có thể nhìn thấy cái cây chọc của Piguet được làm hoàn toàn từ vàng, và họ có khắc cái biểu tượng vàng 750 ở tại đây. Đó, tuy nó nhỏ thôi nhưng nó phải được làm từ vàng, thể hiện được một sự đẳng cấp, xa xỉ và tinh tế của một thương hiệu lão làng. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một chiếc Piguet mang mã hiệu là 5327. Với những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới thì cái thành công của họ là tạo ra những cái biểu tượng, ví dụ như là GP là cái model ba cầu tourbillon, hay là GLC Jacques Lacoste thì có là đó là cái chiếc đồng hồ lật mặt Reverso, Rolex thì có thể là những chiếc đồng hồ Rolex Daytona, hay là những chiếc đồng hồ Submariner, Patek thì là Nautilus. Vậy thì Piguet thì sao? Piguet đương nhiên rồi là một thương hiệu lớn, và họ đã tạo ra một biểu tượng, đó chính là cái lớp vỏ chiếc đồng hồ này. Đó, chúng ta có thể thấy được lớp vỏ đồng xu của thương hiệu này, đó tạo ra một cái icon mà sau này rất là nhiều thương hiệu khác học theo cái dáng này của Piguet. Với cái dáng vỏ rất là đặc trưng của thương hiệu thì khi lên tay chúng ta sẽ có một cái cảm giác, mặc dù là đường kính 39 nhưng mà tôi có cái cảm giác là nó lớn hơn, bởi vì cái dáng tay càng thẳng nó tạo ra một cái cảm giác, đây quý vị có thể nhìn thấy nhìn trong nó lớn hơn rất là nhiều so với cái đường kính, mà nếu như tôi nói ra là chỉ có khoảng 39mm thôi. Đó, quý vị có thể thấy không ạ? Và nó là một chiếc đồng hồ đậm chất dress watch thanh lịch cổ điển. Chiếc đồng hồ này 100% elegant, 100% là dress watch. Về mặt số của chiếc đồng hồ này đi, Piguet ngoài cái vấn đề tạo ra được một icon về dáng vỏ chiếc đồng hồ, thì một cái điểm nổi trội của Piguet nữa, ngoài tourbillon nhá, thì Vân Guloid là một cái ưu điểm của thương hiệu này. Và tại sao trong video này tôi rất là muốn chia sẻ với quý vị rất là nhiều cái thước phim macro, bởi vì Vân Guloid của Piguet, phải nói là nếu như Piguet nhận Vân Guloid của mình là thứ hai thì khó có thể thương hiệu nào có thể nhận là thứ nhất. Ví dụ như trên mặt số chiếc đồng hồ này thì tôi đếm sơ sơ khoảng tầm 4 đến 5 cái độ hoàn thiện Vân Guloid ở trên mặt số. Ví dụ như quý vị có thể thấy được ở đây, ở góc cái đồng hồ ngày, chúng ta sẽ thấy Vân Guloid dạng sóng, Vân Guloid chung của toàn bộ mặt số thì là Vân Guloid Cloud de Paris, phần đồng hồ phần kim báo cót ấy, đồng hồ báo cót thì lại là một loại vân khác đó. Và ngoài ra thì chúng ta thấy ở rìa những cái đồng hồ phụ thì chúng ta thấy một loại vân khác được tách biệt ra. Thì trên mặt số chiếc đồng hồ này có rất là nhiều cái Vân Guloid, và nó rất là kỳ công khi chế tác từ cái mặt số thôi. Ngoài ra kim nung xanh của thương hiệu đồng hồ này cũng là một cái iconic mà rất nhiều thương hiệu sau này học hỏi theo đó. Và cái kim mắt ngỗng đó là một cái DNA của thương hiệu, chúng ta sẽ thấy được cái cây kim rất là đơn giản,
Nhưng ở đầu kim thì nó có một cái gọi là mắt ngỗng, nó là sau này thì rất là nhiều thương hiệu cũng copy theo cái kim mắt ngỗng này của Piaget. Đó là về mặt số của chiếc đồng hồ này. Vậy thì máy của chiếc đồng hồ này thì sao? Đây, máy của chiếc đồng hồ này cũng phải gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chiếc đồng hồ này chúng ta có thể thấy được là cái máy ở phía đằng sau được chạm khắc rất nhiều. Những cái cầu máy được chạm khắc rất là tỉ mỉ với những cái logo, những cái hình xoáy ốc. Và đây, ở vị trí này có hình một bông hoa nữa. Đó, một bông hoa rất là tinh tế. Ngoài ra phần rìa của đồng hồ thì được chạm khắc với những cái nét nó nhạt hơn một chút. Trung tâm của rotor thì có một chữ B, viết tắt của Breguet. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái rotor là bán trung tâm, không phải là đặt ngay ở giữa trung tâm của cỗ máy này, mà được lệch sang một bên, lệch sang một chút. Đó, tôi ấn tượng với chiếc đồng hồ Breguet 5327 này bởi vì một vài cái yếu tố. Thứ nhất là vỏ của chiếc đồng hồ rất là iconic, rất là biểu tượng cho một chiếc đồng hồ Rolex watch. Tiếp đến đó chính là rất là nhiều vân guloid kết hợp sự độ hoàn thiện đẳng cấp đỉnh cao của một thương hiệu, một trong tứ trụ của làng đồng hồ Thụy Sĩ. Và cuối cùng thì đó chính là chạm khắc ở cỗ máy, đó là một cái mức độ hoàn thiện rất là tuyệt vời. Và chiếc đồng hồ này thì với lớp vỏ được làm bằng vàng, đương nhiên rồi, vàng champagne, và có mức giá retail tôi nhớ niêm yết khoảng 80.000 USD. Đó, và có một điểm thú vị đó chính là cùng là một chiếc lịch vạn niên, chiếc đồng hồ lịch vạn niên thì Patek có một phiên bản 5327. Thì nếu quý vị được chọn thì quý vị sẽ lựa chọn chiếc đồng hồ 5327 của thương hiệu nào, Patek Philippe hay là Breguet? Hãy cùng comment ở phía dưới video này quý vị khán giả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo.